Đồ gỗ nội thất Hữu Huân kính chào toàn thể quý vị, các bác, cô chú trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em xin được giới thiệu với toàn thể mọi người một sản phẩm rất là đẹp, một bộ bàn ghế phải nói là quá đẳng cấp, rất là hoành tráng và rất là VIP, mang lại cho không gian phòng khách một vẻ đẹp đẳng cấp quý tộc. Bộ sản phẩm này có kích thước rất là cao to luôn, bộ hàng chân 14, tay 14 và kích thước ngang ngửa hàng 16 trên thị trường. Ngay từ cái bàn hay kích thước cao to của bộ bàn ghế đều nới rộng hơn so với hàng 14 thông thường. Và từng chi tiết chạm trổ từ dưới lên trên của bộ bàn ghế này được làm đến mức tinh xảo nhất có thể. Chạm trổ rất là nhiều và cực kỳ là công phu. Các bác có thể quan sát qua về tổng thể cái bộ bàn ghế từ cái dáng chân, dáng yếm, dáng tay nghê cũng như là dáng đỉnh nghê đến các chi tiết chạm trổ phần vách sẽ thấy được sự khác biệt. Và em sẽ nói qua các cái chi tiết và phân biệt cho các bác cái sự khác biệt giữa những cái sản phẩm nghê khác nhau trên thị trường. Tại vì khi mà các bác đi so sánh cũng như là đi hỏi giá giữa các cơ sở khác nhau thì sẽ thấy giá nó vô cùng là nhiều và đem lại một sự hoang mang cho người tiêu dùng và rất là khó để lựa chọn. Thì em cũng nói phân tích kỹ trong video này để các bác có thêm một chút kiến thức, hy vọng là sẽ giúp ích cho mọi người trong cái công cuộc cũng như là trong cái quá trình tìm hiểu về những cơ sở cũng như là để tìm mua bàn ghế sao cho chất lượng, sao cho giá hợp lý và sao cho được như là mong muốn của mình. Cái sản phẩm này thì là hàng nghê 14, như em đã nói là kích thước cao to ngang ngửa hàng 16, thế nên cực kỳ là VIP, rất là VIP luôn. Tất cả những chi tiết chạm trổ từ dưới lên trên đều được làm tỉ mỉ công phu và rất là nhiều chi tiết chạm đục tỉa bằng tay các bác nhé. Đục tỉa bằng tay chân, bằng tay, đục yếm bằng tay, nghê bằng tay hay là đỉnh nghê, trương nghê, bên em đục tay hết. Thế nên các chi tiết nó cực kỳ là có hồn, rất là sắc nét. Và các bác nhìn qua cái dáng ghế đơn này, từ dưới lên trên nhìn cho em cái dáng chân. Dáng chân rất là khỏe, uốn, vén, cong, dẻo. Và cái dáng yếm hay là cái phần cổ cũng vậy, bên em soi uốn vào bên trong. Cái phần yếm thì các bác nhìn thấy bên em chặt xoài này, hay còn gọi là chặt sen dẹo, đều tăm tắp. Và bên em chặt bằng tay các bác nhé, khác hẳn so với hàng đục máy, nó sẽ nông hơn nhiều. Và dáng yếm, các chi tiết chạm trổ nó sẽ không được sắc nét, không được được đẹp như thế này đâu ạ. Và cái phần khuôn tranh, các bác nhìn cái phần dàn khuôn tranh này, dàn khuôn tranh, dàn yếm, dàn cổ nó cong vòng. Thì lúc nào cũng vậy, khi mà cái phần khuôn tranh nó cong thì đi kèm theo đó là cái phần dàn yếm ở phía dưới nó cong vòng theo, tốn gỗ hơn rất là nhiều. Và cái dáng ghế thì bù lại các bác nhìn thấy nó cực kỳ là đẹp, rất là đẹp, từ cái chân này cong dẻo sang cái phần khuôn tranh, phần yếm đều cong vòng lên như vậy, tạo ra một cái vẻ đẹp rất là đồng đều. Và sen dẹo thì bên em đục đều, đục chặt quả xoài đều tròn tăm tắp. Phần khuôn tranh thì bên em làm khuôn dày 4, ván này là bên em làm dán ván dày 2 các bác nhé. Tay nghê liền nguyên khối và đục tay. Tay nghê này bên em làm cao tận 32. Trương nghê cũng vậy, trương nghê toàn bộ là trương nghê liền, đục tay, thế nên cái giá nghê so sánh với cái hàng đục máy nó sẽ khác biệt hoàn toàn, từ cái móng nghê, từ cái xoáy mắt nghê, cực kỳ là khỏe khoắn và có hồn. Hai bên là đầu rồng rất là đẹp. Ở phía dưới thì các bác có thể nhìn thấy từ cái vẩy của rồng cũng vậy, được đục rất là sắc nét và đều, chặt từng cái vảy rồng tạo ra cái sự khác biệt, cũng như là cái dáng từ dưới lên trên các bác nhìn thấy, quan sát kỹ cho em sẽ thấy được cái vẻ đẹp và cũng như là cái sự mạnh mẽ, khí khái toát lên từ cái nét chạm trổ bằng tay người nghệ nhân đã thổi hồn vào từng cái chi tiết, tạo ra một cái sản phẩm rất là đẹp như thế này, khác hẳn với hàng đục máy. Và hơn nữa các bác nhìn hai cái phần tay, hai cái phần cột để thấy được sự khác biệt. Các bác cứ đi so sánh thoải mái giữa các sản phẩm trên thị trường sẽ thấy cái hàng nghê của bên em, cái hai cái phần cột 14 cực kỳ là cong, rất là cong luôn. Các bác so sánh giữa những cái sản phẩm khác nhau trên thị trường sẽ thấy hai cái phần cột nghê cột 14 đủ các bác nhé. Nhưng mà hơn nữa nó còn cong, rất là cong luôn, tạo ra cái dáng ghế cực kỳ là bệ vệ khỏe khoắn. Ở phần vách giữa thì bên em đục tam sư vờn cầu xung quanh chặt sen dẹo rất là đẹp. Đấy, bộ sản phẩm từ dưới lên trên các bác quan sát, cột thì vô cùng là dẻo, so với những cái hàng trên thị trường cong dẻo hơn rất là nhiều, tốn gỗ hơn rất là nhiều. Mọi người so sánh các cái chi tiết, từng cái chi tiết của sản phẩm sẽ thấy được trên thị trường làm rất là kiểu và muôn hình vạn dạng luôn.
Họ có thể làm chân nghe đục máy rồi sen dẹo đục rất là nông, khuôn tranh ván có thể làm non đi, hoặc là tay nghe họ có thể làm chấp để giảm chi phí, cũng như cái phần trương nghe cũng vậy, làm đục máy thì cũng rẻ hơn rất là nhiều. Hơn nữa cái phần cột này mà cong ít hơn thì giá thành nó cũng giảm hơn, chi phí nó cũng thấp hơn. Thế nên để so sánh, các bác so sánh từng chi tiết sẽ thấy được cái sự khác biệt, và cái đồng tiền của mình mua có thực sự là xứng đáng hay không, chất lượng hay không thì đi vào từng chi tiết sẽ rõ. Bên em đục thì là chạm cả hai mặt các bác nhé, chạm chỗ cả hai mặt luôn, từ trước ra sau như thế này, chạm cả hai mặt từ trước ra sau đấy. Cột cong dẻo, tay nghe liền khối. Kích thước thì hai chiếc ghế đơn này đồng kích thước, có chiều rộng là 1m2, cao lên đỉnh trương là 1m55 và sâu là 82, sâu trong lòng này tận 60. Kích thước ngồi vô cùng là thoải mái, vô cùng là thoải mái luôn đấy, tha hồ ngồi. Với kích thước này thì bên em đều cố gắng làm rộng, thoải mái nhất có thể. Cái dáng trương, cái dáng ghế đều được làm tính toán rất là công phu tỉ mỉ. Và khi mà tựa lưng vào cái vách lưng này sẽ có cảm giác rất là thoải mái, tại vì bên em làm hơi ngả ra, tạo ra cái vẻ đẹp bệ vệ cũng như là cái sự thoải mái nhất cho người ngồi. Đấy, từ dưới lên trên các bác nhìn thấy rất là hoành tráng, hai phần chỉ cũng như là phần cổ soi uốn lượn vào bên trong, khuôn 4 ván 2. Vách đục rất là sâu và sắc nét, rất là sâu và sắc nét. Cái đôn kẹp hay còn gọi là đôn cao thì bên em làm kích thước là 57 x 77. Trên mặt đôn thì bên em đục phượng cuốn tha thư, rất là đẹp. Và có cái ngăn kéo, các bác nhìn thấy ngăn kéo thì bên em có làm khoét quai túi và làm liền như thế này. Và các bác sẽ thấy giá trị từ trong cái ngăn kéo trở ra các bác nhé. Thứ nhất là ngăn kéo thì bên em làm mộng mang cá rất là chắc chắn, và làm dây gỗ dùng cả đời không lo hỏng. Và từ cái phần hậu của ngăn kéo trở đi, các bác cũng có thể nhìn thấy hậu bên em cũng làm dày bịch luôn, hậu dày gần 1,5 phân, rất là giá trị từ trong cái ngăn kéo trở ra đấy. Và nhìn các bác có thể quan sát cái dáng cái đôn cao này thì rất là đẹp này. Đấy, dáng đôn cao cực kỳ là đẹp và hoành tráng. Chắc nữa em sẽ lắp cái ngăn kéo này vào, tại một tay thì hơi khó. Tất cả những cái phần sen dẹo chạy xung quanh, chặt quả xoài đều tăm tắp bằng tay 100%. Tất cả phần khuôn tranh thì bên em chặt gấm. Rất là đẹp, đẹp từ cái đôn trở đi. Cái bàn này thì có kích thước cũng rất là khủng. Bàn này thì bên em đục long ly quy phụ tứ linh hội tụ, rất là đẹp. Bàn này thì khổ rất là rộng, dài rộng 1m2, dài 1m95. Thì những cái sản phẩm hàng chân 14 trên thị trường thì kích thước nó sẽ nhỏ hơn so với cái bộ này của em. Hơn nữa thì bộ này bên em làm ván bàn liền nguyên tấm dày 2 phân, và các chi tiết chạm chậu thì đều được làm rất là sắc nét. Bên tranh khuôn, xung quanh khuôn tranh thì bên em chặt gấm, phần dưới thì cũng như là em đã giới thiệu là chặt quả xoài. Và hơn nữa thì các bác nhìn thấy cái phần ở khuôn tranh bên em uốn cong hơn. Thì bên cạnh đấy thì bên em bắt buộc là phải đi kèm với cái hệ thống cổ, hệ thống yếm, nó cong vòng theo cái phần khuôn tranh, tạo ra cái vẻ đẹp cực kỳ là ấn tượng cho cái bàn này, cong đều luôn. So với những cái hàng phổ thông khác thì những cái phần cổ hay là phần khuôn tranh hay là phần yếm hạn chế cong hơn thì sẽ nhàn hơn, làm ít tốn công hơn, ít tốn gỗ hơn và làm nhanh hơn rất là nhiều. Cái bộ này là bộ đẳng cấp, bộ VIP rồi. Đấy, rất là đẹp. Bàn này thì bên em làm chân tận chân 15. Bàn chân to, hoành tráng, rất là đẹp. Cái đoạn dài thì có chiều dài là 2m47, cao là tận 1m62. Cao 1m62, thế nên rất là hoành tráng. Kê vào trong phòng khách thì quá là tuyệt vời. Những không gian phòng khách lớn, đủ lớn thì hoặc là những ngôi nhà biệt thự kê bộ này thì quá là hoành tráng, rất là sang trọng và đẳng cấp rồi. Ở vách giữa thì bên em đục là tam sư vờn cầu. Ở hai bên thì bên em đục hai chú nghê. Thì cái bộ sản phẩm này nó về tổng quan thì nó sẽ mang lại cái sự đẳng cấp quý tộc, cũng như là hồi xưa thì mọi người hay dùng cho vua chúa, nhưng mà bây giờ thì ai có tiền thì người đó có quyền sử dụng, thế thôi. Sang trọng, đẳng cấp và thể hiện cái gu thẩm mỹ cũng như là cái đẳng cấp của gia chủ. Tất cả cái phần phượng cũng như là phần nghê, phần rồng trên chi tiết, những cái chi tiết nhỏ nhất trên cái bộ, trên cái phần trương này đều được chặt bằng tay, đục bằng tay, thế nên sản phẩm cực kỳ là có hồn.
Chương này thì sẽ liền khối từ đầu bên này sang đầu bên kia các bác nhá, lên tới tận đỉnh chương và liền nguyên khối. Trên thị trường thì các bác so sánh á, thì cũng có thể so sánh những cái hàng mà chương ghép. Chương ghép thì nó sẽ rẻ hơn, hoặc là đục máy nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Những cái chi tiết từ cái phần lông phượng này, hay phần vảy rồng, hay phần móng ngê, xoáy ngê đều được đục cực kỳ là khỏe khoắn. Cơ bắp này, móng ngê này rất là đẹp. Cái con ngê khỏe khoắn và có hồn. Có hồn phượng cũng vậy. Mẫu này là mẫu phượng xòe. Trên thị trường thì có mẫu phượng xòe hoặc là mẫu phượng hóa các bác nhé. Phượng hóa. Đây là mẫu phượng xòe. Rất là đẹp. Đấy, tay 14 và siêu cong. Siêu cong, cong cả 3 chiều luôn các bác ạ. Cong theo chiều này này, rồi cong theo cái chiều chiều ngang này nữa. Mặt trước, mặt sau đều cong tứ bề, tạo ra cái vẻ đẹp rất là bệ vệ. Từ dưới lên trên, các bác quan sát cái dáng chân lên tới cái dáng yếm này, lên tới đỉnh chương. Rất là đẹp. Và đục cả hai mặt, đục cả mặt trước, cả mặt sau luôn. Đục cả mặt trước, cả mặt sau. Đấy, hoành tráng đẳng cấp. Ngăn kéo bàn thì có hai ngăn kéo. Và cuối cùng là cái đôn ngồi, kích thước là vuông 50, tính phủ bì các bác nhé. Nếu mà ai có nhu cầu đặt bộ tương tự thì có thể liên hệ tới Đồ Gỗ Nội Thất Hữu Huân theo số 0988 685 625. Thì cái bộ sản phẩm này thời điểm cao điểm thì nó rơi tới lên tới là 95 triệu, nhưng mà hiện tại thì đang được giảm giá rất là nhiều, chỉ còn 85 triệu thôi. Các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Nội Thất Hữu Huân để sở hữu cái bộ sản phẩm này. Và hiện tại là thời điểm mà giá đồ gỗ nội thất rất là mềm, rất là ưu đãi. Thế nên các bác có thể tranh thủ đặt mua. Còn em báo giá là báo giá thời điểm hiện tại. Nếu mà sau này hoặc là mấy tháng nữa hoặc là cuối năm mà các bác mới hỏi mua thì có thể liên hệ tới số hotline bên em để được báo giá tại thời điểm mà các bác muốn mua các bác nhé. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.